Truy ra Facebook và số điện thoại của người đàn bà đi ngược chiều liên tục chửi bới túm cổ áo cảnh sát giao thông ở Sài Gòn. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông hạng xanh công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người phụ nữ không chấp hành hiệu lệnh mà còn nắm cổ áo xô đẩy lớn tiếng với một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tối ngày 17 tháng 7, một tài khoản Facebook đã đăng tải hai clip quay lại cảnh một người phụ nữ, khoảng 40 tuổi nắm cổ áo xô đẩy một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong clip, người phụ nữ dùng những lời lẽ xúc phạm trong khi chiến sĩ cảnh sát giao thông này nhẹ nhàng nhắc nhở bà phải tuân thủ luật giao thông. Sau 3 giờ đăng tải, đoạn clip đã có hơn 33.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Theo tìm hiểu của phóng viên, chiến sĩ trong clip trên đang công tác tại đội cảnh sát giao thông hàng xanh thuộc BC67 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông hàng xanh xác nhận chiến sĩ xuất hiện trong clip là Trung úy Nguyễn Quốc Việt. Trước đó, viên trung úy này làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở góc giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, phường 25, quận Bình Thạnh. Tại đây, người phụ nữ tên Trịnh Thị Thuy Dương lái ô tô lắng sang làn đường ngược chiều gây áp tắc giao thông. Trung úy Việt đang phân luồng kẹt xe thấy người phụ nữ chạy xe láng làng nên nhắc nhở người phụ nữ kia mở cửa xe xuống gây sự. Công an phường 25 sau đó đã đến đưa người này về trụ sở để xử lý. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông hàng xanh cho biết thêm. Sau sự việc, dân mạng không ngừng tỏ thái độ bức xúc trước hành động ngang ngược xem thường pháp luật của người phụ nữ. Trang Facebook cá nhân và số điện thoại của người này cũng được dân mạng nhanh chóng truy ra ngay sau đó. Facebook có tên Trần Gia Linh Nhi vẫn mở, cô vừa đăng tải trạng thái vô cùng thách thức, trời vẫn phải sáng thôi. Rất nhiều dân mạng đã vào bình luận chỉ trích ném đá nặng nề người phụ nữ này, đáp lại cô còn thẳng nhiên đáp, vui mà. Sau sự việc, người này tỏ ra vẫn bình thường, dù nhận nhiều gạch đá xong cô vẫn mở trang cá nhân. Dân mạng thắc mắc, người phụ nữ quyền lực cỡ nào mà dám to gan xem thường pháp luật như vậy? Được biết, cô đã có ba người con. Trước đó, Facebook chịu Hạnh chia sẻ clip người phụ nữ đi sai làng đường có thái độ chửi, túm cổ cảnh sát giao thông kèm nội dung. Ồ, oh, mình mới hỏi bạn mình biết chút luật, vụ này mà truy cứu ra thì phạt tới đâu luôn nha chống người thi hành công vụ, lăng mạ, làm nhục người khác, vi phạm giao thông là tất nhiên rồi. thế nên mấy bạn xem clip này mạnh mạnh cho nó ra lẽ luôn nha. không biết con cháu ai mà ngon lành quá nè. thiệt không hiểu con điên này nó nghĩ cái gì luôn, đi ô tô chạy lắng qua làng ngược chiều, thiên hạ chửi rần rần mà vẫn chạy. công an đến gõ cửa nhắc chạy qua đúng làng, bả nhào xuống chửi xong đánh luôn công an. mình thấy cậu này còn trẻ chưa có kinh nghiệm bị giàn con một lúc lâu không xử lý được, mình nói anh này gọi hỗ trợ đi, có mình anh không làm lại. Lúc sau mình bước xuống can ảnh rồi kêu hỗ trợ. Một hồi bả xử công an xong hung hăng đi xe tới mình, chửi địch mẹ địch bố cái kiểu, bắt xóa clip vừa quay, lôi mình ra xe, mình sợ quá mình đã kêu thôi. Bà giữ quá công an bà còn đánh nữa, tôi không dám đụng, vậy mà nó túm cổ áo lôi mình ra ngoài. Cái đậu xanh đã tự nói không đánh phụ nữ rồi mà con này nó là quỷ chứ không phải con gái. Tại nó bột mình trước mới vài cái con mẹ nằm dưới bánh xe. Dân tình thì kêu quấn tiếp đi em. Mắc dạy vậy đập cho nó chết con mẹ nó đi mà thấy vậy rồi nên thôi. Thế là nó đi về xe, lấy xe tính nhào tới ủi đích xe mình, mà ủi phải xe máy được chở hàng, thế là anh kia đòi đập tiếp. Không biết có con ông cháu cha gì không mà hóng hách bố láo giả mang khổ nổi đường quay ngon lành điện thoại hết dung lượng. Chia sẻ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với hàng triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt like bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Người phụ nữ thoá mà cảnh sát giao thông hàng xanh là con gái của chủ resort 800 tỷ ở Côn Đảo. Người phụ nữ thoá mà cảnh sát giao thông trong clip gây bão mạng hôm qua là con gái của một vị đại gia Việt Kiều Nga đang sở hữu resort trị giá 800 tỷ ở Côn Đảo. Ngày hôm qua 17 tháng 7, dư luận phản nộ khi những hình ảnh và clip ghi lại cảnh một phụ nữ tên Trịnh Thị Thùy Dương thóa mạ chửi bới một chiến sĩ cảnh sát giao thông được đưa lên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ đăng tải đã có hàng trăm ngàn lượt thích và chia sẻ với những bình luận tỏ ra rất bất bình. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook cá nhân của người phụ nữ này. Thật bất ngờ, chị Trịnh Thị Thùy Dương, sinh năm 1986, chính là con gái của ông Trịnh Quang Sơn, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Việt Nga, một doanh nhân từ Nga trở về Việt Nam năm 2006 để tìm hướng đầu tư. Dự án resort Côn Đảo trị giá 800 tỷ được cho là của gia đình người phụ nữ này, làm chủ đầu tư nhận được nhiều lời chúc mừng của bà con họ hàng trên Facebook cá nhân của Thùy Dương. Được biết ông Trịnh Quang Sơn đã từng kết hôn nhiều lần và chị Thùy Dương là con của một trong số những người vợ đó. Công ty này được biết đến là một doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng resort bề thế ở Côn Đảo, rộng 7,2 ha với tổng mức đầu tư lên tới 800 tỷ đồng theo báo du lịch. Theo dự kiến khu du lịch với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm tỷ này sẽ khai trương vào tháng 9 năm 2017 hiện tại chúng tôi đang cố gắng liên hệ với chị thùy dương để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc nhưng chưa nhận được câu trả lời